bình thường ha. Nha. Ông về nhà uống nhiều nước cho con. Trong vòng 2 đến 3 ngày ha. Nếu sốt mình uống hạ sốt ha. Còn nếu không sốt mình uống nhiều nước và nước tan là đủ rồi ha. Rồi em dịch cho con nào. Ngày 24 tháng 7 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào ngày thứ tư của chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 5 với gần 1 triệu liều của các hãng gồm AstraZeneca, Moderna và Pfizer. Trong đợt này, bên cạnh nhóm ưu tiên theo nghị quyết 21, thành phố cũng ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm người yếu thế, người mắc bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi. Theo đó, những người thuộc nhóm ưu tiên theo nghị quyết 21 sẽ được tiêm vaccine tại các điểm tiêm chủng mở rộng trong cộng đồng. Còn những người có bệnh nền, người trên 65 tuổi, được tiêm trong bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị y tế để kịp thời xử lý khi có những phản ứng ngoài mong muốn. Dù được ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhưng những người có bệnh nền đang dùng thuốc điều trị bệnh hoặc người lớn tuổi muốn tiêm vaccine cũng phải trải qua các khâu khám sàng lọc hết sức chặt chẽ để bảo đảm an toàn sức khỏe sau tiêm. Ghi nhận tại điểm tiêm chủng cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền ở bệnh viện quận Phú Nhuận, các bác sĩ điều dưỡng ở khâu khám sàng lọc phải kiểm tra rất kỹ sổ khám bệnh của người dân, cũng như đo huyết áp, vận mạch một cách cẩn thận. Mình phải lưu ý tới cái bệnh nhân ở nhà đang sử dụng thuốc gì, có được có nằm trong cái chống chỉ định của đợt này hay không, hay là có nằm trong cái đợt tạm hoãn hay không. Rồi cái thứ hai nữa là cái huyết áp của họ có ổn định hay không để mình chúc cho họ. Sau khi tiêm thì mình có cho bệnh nhân cái số điện thoại, ví dụ như họ sẽ thắc mắc, họ thắc mắc là ví dụ như họ nếu như họ sốt thì họ có được uống thuốc không, hoặc là bây giờ họ mệt, họ mệt quá hay là huyết áp cao quá hay là lâu ó hay tiêu chảy hay đau bụng như thế nào đó mà người ta thấy mình không điều trị được sẽ mời họ vào bệnh viện của mình sớm để được khám ngoại. Còn ví dụ như mình sẽ hướng dẫn họ, dặn họ sau khi mình gọi những dấu hiệu, nếu có dấu hiệu gì bất thường là mình phải quay lại hoặc là mình sẽ gọi số điện thoại mà bệnh viện cấp để mình được bác sĩ tư vấn và hướng dẫn xử lý. Sau khi được bác sĩ khám sàng lọc, thăm khám, tư vấn, người dân được hướng dẫn qua khu vực tiêm vaccine. Tại phòng tiêm, điều dưỡng vừa tiêm vừa hướng dẫn người dân phân biệt các triệu chứng đau, sốt do tiêm và cách giữ sức khỏe tại nhà sau tiêm. Mình cho mấy người già thì mình hàng nhà nó do ta những cái phản ứng tiêm. Ví dụ tại chỗ thì nó sẽ sưng đỏ, chỗ mũi tiêm là bình thường. Còn nếu như ví dụ toàn thân thì có thể người ta sốt hoặc là nhức đầu thì đó mình hướng dẫn người ta là sốt cao quá thì mình uống hạ sốt. Còn nếu mà nó vừa không ấy thì mình uống nước, uống cam vitamin C để nâng thể trạng là được rồi. Còn thế có dấu hiệu gì mà nó mệt mỏi mất thường quá thì để gọi cho số điện thoại mà đã hướng dẫn con tim người ta ấy thì mình sẽ tới xuống mình theo dõi để mà nó có thể hỗ trợ cho mình theo dõi sau tim, có những phản ứng phụ của từ sau tim. Theo các bác sĩ, không chỉ người lớn tuổi mà tất cả những người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 dù đã được theo dõi sau tiêm 30 phút tại điểm tiêm chủng, nhưng sau khi về nhà cũng cần theo dõi các dấu hiệu về sức khỏe của bản thân. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, bổ sung các loại vitamin C, khoáng chất để nâng cao thể trạng. Đồng thời, khi phát hiện cơ thể có các dấu hiệu bất thường thì liên hệ ngay tới cơ quan y tế qua số điện thoại đã được cung cấp trong phiếu theo dõi sau tiêm. Chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đợt 5 của Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 với gần 1 triệu liều vaccine. Theo kế hoạch, mỗi phường xã sẽ tổ chức ít nhất 2 điểm tiêm. Tại các điểm tiêm đều bố trí các tổ cấp cứu trực để đảm bảo xử lý kịp thời mọi tình huống xảy ra. Toàn thành phố vận hành hơn 600 điểm tiêm với 120 người một ngày một điểm tiêm. Tùy theo tình hình ổn định sẽ tăng số lượng lên 200 người một điểm tiêm một ngày. Mục tiêu trong 2 tuần sẽ tiêm hết 930.000 liều. Ngoài các điểm tiêm tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai tiêm vaccine tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Nhân dân 175, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng thành phố để tiêm cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền.